iOS 2024 lên màn Android. Các bác có thể thấy ở trên này là cái bộ hiển thị Absolop. Khi các bác lắp đặt một cái bộ màn hình Android tại Akala, các bác sẽ được tặng kèm một cái bộ Absolop hiển thị luôn lên trên cái màn Android này các bác nhé. Khi mà có Absolop mà non hơi hoặc là căng quá hoặc là nhiệt độ cao thì nó sẽ cảnh báo âm thanh ở trên này luôn, và nó hiển thị cái lốp bên nào luôn. Khi mình di chuyển trên đường, cái này rất là an toàn khi mà các bác di chuyển trên cao tốc này. Ngoài ra thì với một bộ màn Android thì không thể thiếu được cái tích hợp tính năng cam lùi rồi đúng không ạ? Đây được tích hợp cam lùi AHD sắc nét này. Và tích hợp thêm cam hành trình ghi hình phía trước. Các bác có thể xem trực tiếp ở trên này luôn. Khi mà mình có thể xem lại trích xuất video di chuyển ở trên này luôn này. Rất là tiện luôn, các bác không cần phải sử dụng một cái điện thoại. Một cái cam gắn cam sử dụng điện thoại có màn hình nhỏ như thế này nhá, mình trích xuất video nó sẽ rất là vất vả đúng không ạ? Và với cái bộ màn Android này thì các bác có thể ra lệnh điều khiển giọng nói ở trên này, trên vô lăng này luôn. Mở video nhạc trẻ lên mic. Đang mở video trẻ lên mic. Ngay lập tức thì cái màn hình nó sẽ mở ngay như ứng dụng YouTube để cho mình nghe nhạc các bác nhé. Nên là các bác di chuyển trên đường không lo về vấn đề, đặc biệt là khi mà mình di chuyển đường dài mà không ai nói chuyện bên cạnh đúng không ạ, thì rất dễ là buồn ngủ. Bác nào mà đang xe của mình nguyên bản chưa có màn Android thì các bác có thể qua Akala Thái Nguyên để trải nghiệm màn Android các bác nhé.